Nguyễn Phú Trọng bật vô âm tín, Việt Nam có cần chức tổng bí thư chủ tịch nước. Hôm 8 tháng 3, một số cư dân mạng nhắc chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã bật vô âm tín trên truyền thông nhà nước hơn 10 ngày. Ông Trọng vắng mặt trong lúc đã có ít nhất là 30 người nhiễm virus corona tại Việt Nam. Nhiều người dân ở các thành phố lớn đổ xô đi tích trữ lương thực lo lắng dịch chuyển bệnh lây lan mạnh hơn. Gần đây nhất, ông Trọng xuất hiện trên báo là hôm 27 tháng 2, thời điểm ông tiếp đón các đại sứ từ Campuchia, Thụy Sĩ, Valencia, Hy Lạp, Lesbos, Paraguay và Jordan đến phủ chủ tịch để trình quốc thư. Trong hơn 10 ngày sau đó, công luận không thấy ông Trọng xuất hiện hay hiện diện trên chương trình thời sự lúc 7 giờ tối trên đài truyền hình quốc gia VTV cũng như trong các bản tin của các báo đảng. Trên lý thuyết, người giữ vai trò chủ tịch nước cần phải có những phát ngôn hành động kịp thời để an dân về những vấn đề liên quan đối ngoại, cũng như sức khỏe của người dân và các mối quan ngại về chủ quyền của quốc gia, thiên tai, dịch bệnh. Trong những ngày Việt Nam xác nhận đã có thêm nhiều ca nhiễm virus corona và tình trạng dân đang hoang mang, ông Nguyễn Phú Trọng phó mặc chuyện phát ngôn trấn an người dân cho chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Việc ông Trọng giữ im lặng trong thời điểm quan trọng được công luận cho là đã có tiền lệ, như trong vụ 39 người chết trong xe container ở Anh hồi tháng 11 năm 2019. Hay trước đó, ông cũng được ghi nhận là đã im thiên thít suốt 4 tháng trong sự kiện diễn ra bái tư chính trên Biển Đông trong lúc đông đảo người dân bày tỏ sự phẫn nộ về chuyện chủ quyền của quốc gia bị Trung Cộng xâm phạm nghiêm trọng. Đáng lưu ý, tuy không hề có những phát ngôn hành động gì trong việc vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến người dân, nhưng ông Trọng lại rất nhanh nhạy trong vụ cấp tốc ký trao huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an thiệt mạng trong vụ tấn công đồng tâm hôm 9 tháng riêng điều này khiến cho người ta không khỏi nghĩ rằng người đứng đầu nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ có một mối bận tâm duy nhất nỗi lo mất đảng. Hồi tháng 8 năm 2019, luật sư Nguyễn Văn Đài hiện ở Đức từng chỉ trích trên trang cá nhân của ông rằng Nguyễn Phúc Trọng chỉ có một nỗi lo đó là lo mất quyền lực, mất đảng, mất ghế, mất chế độ. Trong lúc trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân chỉ là con số không tròn trĩnh, Nguyễn Phú Trọng liệu có chủ nội tới đại hội lần thứ 13. Trước tháng 9 năm 2018, thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng chưa trở thành tổng tịch, với việc xoá cả hai ngôi ghế ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, kịch bản biến động trong giới chính giới Việt Nam đã tính đến phương án trọng nghĩ dừa nhiệm kỳ mà do đó sẽ để ra một khoảng trống quyền lực, để sau đó sẽ là cuộc đua chủ yếu giữa ba nhân vật là Trần Quốc Vượng, Thường trực ban bí thư Trần Đại Quang Chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng. Trong đó ứng cử viên số 1 là ông Nguyễn Phú Trọng. Tin dùng hơn cả. Kèm nhận lời khen làm việc gì ra việc đó. Vẫn là Trần Quốc Vượng đường một chiều mang tên Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cho đến giữa năm 2018, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thực hiện lời cam kết tại đại hội lần thứ 12 là sẽ từ giã chiến trường vào giữa nhiệm kỳ khóa 12 Sau đó ít lâu, tháng 9 năm 2018 Trần Đại Quang thình lình đột tử Ngày khi đó không phải là Trọng mà là Quang Để lại một khoảng trống quyền lực khá hấp dẫn Dù cho cương vị chủ tịch nước vẫn thường bị xem là hữu giành vô thực Ngã rẽ bất ngờ khi đấy là Nguyễn Phú Trọng Chính thức trở thành Tổng tịch vào tháng 10 năm 2019 Với độ tập trung quyền lực cao chưa từng có kể từ thời Lê Duẩn vào những năm 60 của thế kỷ 20 cũng tạm thời chấm dứt hy vọng ngòi lên của những quan chức cao cấp khác. Nó cũng tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh quyền lực cho ghế cao nhất trong đảng và đưa cuộc đua tranh giành Tổng Bí Thư vào đường một chiều. Với biển báo và đường chỉ huy duy nhất mang tên Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải làm ai hay một cái tên nào khác. Hiện tượng bề mặt mô phỏng cho tình thế một chiều như thế sau là thời hậu Trần Đại Quang. Hàng loạt các quân tướng của Quang đã bị tróc nã. Trong khi có một bài viết, thông tin chính thức đấu đá lẫn nhau thưa hẳn trên mạng xã hội. Và cần phải nói thêm, thông tin không chính thức là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuôn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận nhưng chưa bao giờ hay được bất kỳ cơ quan nào của đảng hay chính quyền thừa nhận. Bầu không khí đầy kích động của thời tiền đại hội 12 đã trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng 4 năm 2019, tức là thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng thình lình bị cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang, nhà của bà Dũng. Ông Binh nổi lên, cơn bạo bệnh trở nên có vẻ cấp tính và nguy hiểm tới mức là chẳng bao lâu sau, đã xuất hiện kịch bản về việc chuyển giao quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ là khoảng trống quyền lực mà Trọng có thể từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời ông ta chỉ là Tổng Bí Thư. Tạo ra sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong bộ chính trị. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến với câu cửa miệng, lực bất tổng tâm nhằm, nhằm ám chỉ Nguyễn Phú Trọng. Rất có thể sẽ không còn tới đại hội lần thứ 13. Tuy nhiên, chẳng ai dám công khai nói về chủ trương tương lai, nhắm mắt xuôi tay của ông ta. Âm bình bắt đầu nổi lên dưới ghế của Nguyễn Phú Trọng. Sau lần Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2019, hầu như chắc chắn vấn đề sức khỏe đang suy sụp đang là thách thức lớn nhất đối với ông ta, chứ không phải là cú vỗ mặt nổ bom đóm của Trung Quốc tại Bãi Thị Chính. Vào tháng 10 năm 2019, Nguyễn Phúc Trọng đã có lần đầu tiên thú nhận rằng ông ta cũng đang là bệnh nhân trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội. Sự thú nhận này cho thấy quả thật sức khỏe của ông Trọng đang trở nên nan giải đến mức ông ta không còn thực hiện được chuyến tông du tại Hoa Kỳ vào trong năm 2019 theo như kế hoạch đã vạch sẵn, mà còn chưa biết là ông sẽ xuôi tay vào lúc nào, khi mà hơn 10 ngày qua ông đã không xuất hiện trở lại. Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc là quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ. Một khi cá nhân nào đó phải chấm dứt quyền lực, trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đã, đang và sẽ là như vậy. Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn ra và tiến triển theo chiều hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Tức là nếu trọng còn khỏe thì tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể khả năng vận động tứ chi. Xung đột quyền lực dưới ghế của Nguyễn Phúc Trọng vẫn chỉ thường ngẫm ngầm với mức độ bình thường. Còn nếu như ngược lại, sức khỏe của Nguyễn Phúc Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng lộ thêm và sống mãi. Sau khi Nguyễn Phúc Trọng phải thú nhận mình là bệnh nhân, cảnh tượng đài truyền hình Việt Nam VTV vô tình phát đi hình ảnh ông ta đứng loạn trạng trong một cuộc tiếp xúc người anh em xã hội chủ nghĩa Lào. Không nghi ngờ gì nữa về lời mà gã từ chính trường của ông ta nêu ra một cách không chính thức. Tương ứng với việc Trọng có thể sẽ không chạy đua đến đại hội 13 mà sẽ nửa đường gãy cánh. Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi sung sướng và niềm hy vọng cho kẻ khác. Cuộc chiến của những kẻ được xem đang như là ngang cơ cũng bởi thế sẽ tương bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em. Cho đến khi kỳ đại hội lần thứ 13 kết thúc. Kịch bản vua chính giới Việt Nam bây giờ rõ ràng đang nghiêng về khả năng minh quân Nguyễn Phúc Trọng không còn trùng nổi tới đại hội lần thứ 13 đồng thời danh sách các ứng cử viên thay thế Trọng ngày càng trở nên dài hơn. Ngoài Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc còn có quân hậu Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch quốc hội cùng với mới đa nhất là Nguyễn Phú Trọng đã ứng cử lên Vương Đình Huệ. Cứ với cái đà này, con sóng thông tin không chính thức lần thứ ba sẽ trào lên và trong khoảng thời gian bắt đầu bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, nếu một lần nữa ông Nguyễn Phú Trọng lại câm nín giống như 4 tháng tại bãi tư chính năm 2019, thì nhiều khả năng ông ta đã gãy cánh giữa đường. Lực bất tổng tâm trước Đại hội 13 là điều không thể bàn cãi. Và con sóng này chắc hẳn sẽ dữ dội hơn rất nhiều so với con sóng im lặng thời điểm diễn ra xung đột bãi tư chính năm 2019. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến Nguyễn Phú Trọng, tình hình Covid-19 hay những thông tin khác, những thông tin bình luận của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo xin thân ái chào tạm biệt